tưng bừng hưởng ứng cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt của quốc gia, siêu thị tại gia.vn ưu đãi khách hàng chương trình khuyến mãi hàng Việt giá đặc biệt, máy tập bụng tổng hợp Elite giá 2.155.000 đồng giảm tới 40%, chỉ còn 1.290.000 đồng, máy tập bụng Elite Body giá 1.650.000 đồng giảm tới 40%, chỉ còn 990.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014. Nhanh tay lên, sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, bảo hành lên đến 2 năm, giao hàng và thu tiền tại nhà miễn phí trên toàn quốc. Tập bụng, xoay eo, kéo cáp, nâng tạ, hít đất, gập bụng, ngã người, tất cả 7 trong 1, chỉ có trong máy tập bụng tổng hợp Elite. Cô ấy có một đường cong S hoàn hảo, anh ấy có một cơ bắp săn chắc. Không thể tin được, họ lại có thân hình đẹp như vậy. Bạn có muốn sở hữu thân hình hoàn hảo như vậy không? Cách tập theo kiểu truyền thống sẽ làm bạn bị tổn thương các vùng ở cổ và vai, tốn nhiều thời gian luyện tập mà hiệu quả không như mong muốn. Này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu máy tập bụng Elite Body 4 trong 1. Đây đột phá mới của dòng máy tập thể hình, cam đoan sẽ đạt được thân hình gợi cảm mà bạn hằng mơ ước. Elite Body, một sản phẩm do nhà máy Elite Việt Nam sản xuất và được siêu thị tại gia.vn độc quyền phân phối trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Gập bụng, xoay eo, kéo cáp, tập chân, bốn động tác chuyên dụng tạo nên sự đột phá trong công nghệ rèn luyện sức khỏe. Bí mật của máy chính là thiết kế trợ lực bằng lò xo thép tạo ra lực cản giúp tập luyện đường cong S vùng eo không ngừng đốt cháy mỡ thừa, giúp bạn nằm ngửa ra sau luyện tập cơ lưng, ngồi lên bụng thon rất hiệu quả, hoàn thành động tác gập lưng vượt trên 180 độ. Đến 180 độ, bạn có tin không? Tôi đã thử và đã bị thuyết phục bởi Elite Body đó. Khác với cách tập thông thường chỉ luyện tập trong một phạm vi nhất định, phạm vi luyện tập của Elite Body đến 180 độ. 180 độ, cách tập xưa nay chưa từng có này sẽ tăng thêm hiệu quả luyện tập, nhanh chóng giảm lượng mỡ thừa vùng bụng, lấy lại thân hình săn chắc cho bạn. Muốn sở hữu một thân hình săn chắc, sáu múi, hãy chọn kiểu tập gập bụng, phạm vi luyện tập trên 180 độ. Muốn loại bỏ bụng mỡ, lấy lại vòng eo quyến rũ, hãy chọn kiểu tập xoay eo với thế xoay 360 độ, tập trung tập vùng eo. Bộ phận tập chân của Elite Body dành riêng cho động tác chuyên sâu vùng đùi. Muốn rèn luyện tay, hãy trải nghiệm động tác kéo dây dây cáp. Bạn hãy xem này, cô ấy tập bụng, anh ấy tập tay, mọi người đều tập với Elite Body. Các dòng mút chuyển động vừa nâng đỡ vừa massage vai gáy, lưng eo. Bạn như vừa vận động mà còn vừa được massage nữa, rất thoải mái. Không phải là massage không thôi, với Elite Body còn có thể tựa lưng như chiếc ghế thông thường. Giờ tôi có thể vừa tập bụng vừa xem chương trình TV yêu thích. Suốt vào. Mỗi ngày chỉ vài phút cơ bắp săn chắc, mỗi ngày chỉ vài phút bụng mỡ biến mất. Chà, thật bất ngờ, chỉ vài phút mỗi ngày thôi bụng mỡ của tôi đã không còn nữa rồi. Thật bất ngờ, chỉ tập có vài cái cơ thể của tôi đã có cảm giác nóng dần lên. Xem này, mồ hôi ướt hết cả vùng bụng. Cuối cùng hãy căng giãn toàn cơ thể với máy Elite Body, đạt hiệu quả thư giãn gân cốt, săn chắc cơ lưng, ngăn ngừa đau vai gáy, tăng khả năng tuần hoàn máu ở não, tăng hoạt động não, thư giãn đại não. Tất cả đã giúp Elite Body trở thành thiết bị 4 trong 1, hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Chà, chiếc máy nhỏ gọn, chỉ 9,5kg mà có thể tập nhiều động tác chuyên sâu như vậy sao? Đúng vậy, không những thế, Elite Body còn vô cùng vững chắc, chịu được trọng lượng đến 100kg. Ngoài ra còn dễ dàng cất giữ, dễ dàng di chuyển, có thể tập bất cứ nơi đâu, bất kỳ nơi nào. Phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, hồ bơi. Trước kia tôi tập cơ bụng rất là tốn sức, giờ có Elite Body tập cơ bụng 100 cái chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ tập có một thời gian mà bụng bia không còn nữa. Không cần đến phòng gym, vẫn có được thân hình như mơ ước. Bạn đang muốn sở hữu thân hình hoàn hảo, chỉ cần Elite Body là đủ. Sở hữu máy tập bụng Elite Body giống như bạn sở hữu máy tập bụng, máy massage, tạ tập tay và thiết bị tập chân. Nếu mua đủ cả 4 thiết bị đó ít nhất cũng tốn 4-5 triệu đồng. Bây giờ sử dụng ngay sản phẩm đa năng mà chưa tới 1 triệu đồng. Tôi có nghe lầm không? Bạn hoàn toàn không nghe lầm, siêu ưu đãi chỉ có 990.000 đồng. Có Elite Body, có ngực săn chắc, đùi giảm mỡ, bụng eo thon gọn. Elite Body giúp bạn có thân hình gợi cảm một cách hoàn hảo, hoàn hảo. Tưng bừng hưởng ứng cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt của quốc gia, siêu thị tại gia.vn ưu đãi khách hàng chương trình khuyến mãi hàng Việt giá đặc biệt, máy tập bụng tổng hợp Elite giá 2.155.000 đồng giảm tới 40%, chỉ còn 1.290.000 đồng, máy tập bụng Elite Body giá 1.650.000 đồng giảm tới 40%, chỉ còn 990.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014. Nhanh tay lên, sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, bảo hành lên đến 2 năm, giao hàng và thu tiền tại nhà miễn phí trên toàn quốc. Tập bụng, xoay eo, kéo cáp, nâng tạ, hít đất, gập bụng, ngã người. Tất cả 7 trong 1, chỉ có trong máy tập bụng tổng hợp Elite.